sở hữu đường bờ biển trải dài liền kề, các dự án bất động sản tại Mũi Né, Phan Thiết ghi dấu ấn bởi tiềm năng về lợi nhuận. Trong đó thì Nova Hill Mũi Né hiện đang là một trong những dự án được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu. Nova Hill Mũi Né là dự án được phát triển bởi tập đoàn Novaland và công ty cổ phần dịch vụ bất động sản ANZ Homes là nhà phân phối chính thức. Dự án tọa lạc tại vị trí có địa thế đồi núi tự nhiên, đường bờ biển trải dài liền kề và được thiết kế theo kiến trúc Tây Ban Nha ấn tượng với phân tầng độ cao từ 15 đến 95 mét nhằm đảm bảo các căn biệt thự đều có tầm nhìn hướng ra biển trọn vẹn. Từ vị trí dự án biệt thự Nova Hill Mũi Né, du khách chỉ mất khoảng 15 phút kết nối đến sân bay Phan Thiết, 5 phút di chuyển đến trung tâm thị trấn Mũi Né và trong vòng bán kính 9 km dễ dàng kết nối đến ga Phan Thiết và thành phố Phan Thiết. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc Dầu Dây – Phan Thiết sắp sửa triển khai song song với việc xây dựng và hoàn thiện sân bay Phan Thiết sẽ giúp giảm tải rất nhiều sự ùn tắc, góp phần làm tăng giá trị bất động sản cho biệt thự Nova Hill Mũi Né. Tập đoàn Novaland là một tập đoàn rất là uy tín tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với dự án Nova Hill Mũi Né của do tập đoàn Novaland triển khai trong thời gian sắp tới thì nó luôn mang một cái sự kỳ vọng rất lớn từ đơn vị đối tác phân phối như là ANZ Home. Thì đối với cái sản phẩm này thì mình chỉ có 600 căn biệt thự thôi, nó sẽ giải quyết được một cái bài toán về lưu trú dài hạn cũng như ngắn hạn cho một cái đoàn khách đông người mà ở tại Phan Thiết từ trước giờ chưa có thực hiện được. Ngoài ra, đối tác chiến lược của Novaland trong việc xây dựng dự án Nova Hill Mũi Né chính là công ty Avani thuộc tập đoàn Minor, sở hữu 21 chuỗi hệ thống nhà hàng, khách hàng đang có mặt tại 14 quốc gia trên toàn thế giới. Điều này phần nào đảm bảo tiềm năng lợi nhuận của dự án với các nhà đầu tư.